Xin chào cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn vườn vườn bí ngô siêu tầm lồ nha. Đây chính là quả bí ngô này. Đây. Ui mình nhờ. Ui kì người ta chủ đấy. Wow. Bí ngô to chua. Cái này chắc được to nhỉ. Đây. Quả này cũng to chứ nhỉ, to bằng cái gì nhỉ, cái niêu ấy, cái chùm ấy. Wow, sẽ giới thiệu các bạn là lửa các quả bí ngô siêu tầm lồ nhé. Ôi bên kia cũng có nha, hai quả to chứ nhỉ. Wow. Mấy xe quả xếp cho này, có bác xếp. Đây. To chưa? To chưa, vừa to. Quả này cũng to quá, quả kia cũng to quá, quả kia cũng to quá. Ừ. Quả to nhỉ các bác, mình lại bị lạ rồi. Lạ thế. To nhỉ. Thôi mình ra đi, mình sợ lạc lắm. Lạc là chết đấy. Wow, quả này nó to nhờ. Nó nhiều quả to nhờ. Quả to này chắc một người ăn ấy chắc được nhiều lắm nhỉ. Nhiều quả bí to chưa này. To dài bằng găng tay luôn. Vừa bắt được con ốc sên này. Ôi. Tập trung vào chuyên môn. Mình sẽ đi ngắt một quả là nó to nhất. Nhất nha. Quả to nhưng mà nó phải to nhiều cơ. To nhiều. Thế là phải to. To ớt là to luôn. Quả nào cũng to hết.
sẽ đi tụ phấn nhá. Bí đực. Wow, bạn thấy to chưa? Này, nó còn bé này. Thôi, coi như là mình không biết gì. Thối hết rồi. Ngon phết nhỉ. Nhưng mà nhà mình cũng có một quả siêu to khổng lồ rồi. Vừa to là vừa dài. Ai mà thích ăn. Mình người ta là người ta bán ấy nhá các bạn nhá. Bạn nào thích ăn thì nhớ là mấy mình sẽ ship để tận hàng cho các bạn nhé. Wow, to chưa? Đấy các bạn ơi, mình vừa giới thiệu với các bạn vườn gì nhỉ? Vườn bí ngô rồi đấy. Vậy thì các bạn thấy video của mình hay, hãy like, đăng ký rồi mình nhé. Hẹn các bạn những video là sao chắc. Tạm biệt các bạn, bye bye.